cả nhà. Các bạn ơi, bữa nay gia đình của mình á có mua gì tôm nè các bạn, tôm hùm á về ăn. Mình quay cho các bạn xem cho vui nha. Bữa nay không có làm nấu ở nhà các bạn ơi, đi ra ngoài mua. Cả nhà thấy con tôm ngon quá ha. Nó có gạch nè các bạn. Có mua bánh mì nữa. Mày ăn sáng các bạn ơi, mới đi chợ về. Chị mình hỏi có bầu hả? Nè chị nói chuyện nè, chị quay lại chị cười cái đi. Em quay chị rồi kìa. Ai kêu chị nói chuyện? Mình đang nấu cơm. Đang nấu cơm. Đó, chị đang nấu cơm các bạn ơi. Ngồi xúc gạo nấu cơm nè. Giống như ngày xưa, ngày xưa á, trong cái lu gạo mà xúc nấu cơm như đó. Các bạn, bánh mì này ngon lắm. Bánh mì con cóc này nè các bạn, thì 3 ổ 1 đồng. Rẻ. Bữa nay ăn sáng là ăn cái món này các bạn ơi. Chị mình nấu cơm. Nấu cơm nặng mà chưa ai có ăn thì ăn. Thường bánh mì người ta để trong cái bọc giấy á các bạn, cho nó hút cái hơi ra, đừng có ướt bánh mì. Ngon quá cả nhà ơi, bánh mì ngon nè các bạn. Người ta làm khéo ha. Hồi xưa rẻ các bạn thì 4 ổ 1 đô đúng không? Bây giờ người ta bán 3 ổ 1 đô. Ngon quá cả nhà ơi. Bữa nay gia đình không có nấu ăn, đi ra ngoài mua. Các bạn cái miếng này nó nẹt, nó ngon kìa nè. Nó nhiều gì nè các bạn, chứ nẹt cũng không có nhiều gì mấy. Ăn bỏ vỏ, bỏ càng cái cũng hết. Nó có trứng nè các bạn, màu vàng, ngon. Trời ơi, mình quơ cái điện thoại muốn gớt. Các bạn, rau sống ngon nè. Nhà mình á, các bạn lúc nào cũng có một rổ rau sống gì hết. Rồi lúc mình ăn này kia, cái mình kèm vô vậy đó. Có rau găm, cải, cái gì, rau gấp cá, nhiều thứ. Bây giờ giấc sáng, ăn một miếng bánh mì, miếng tôm. Còn cái người này thì do nấu cơm sột sột. Bữa nay chị lạnh lắm sao bận áo chùm dữ vậy. Các bạn ơi, mình quay cái quýt cho các bạn xem nè. Thấy mê không các bạn ơi nè. Hôm nay hái nhiều lắm đó cả nhà. Thấy ham không? Ngọt rồi các bạn ơi, quýt cái này ngọt ngay luôn. Đó, cái cây đen đen đó là cây mình đi tập thể thao đó các bạn. Sáng cái mình đu cái cây đó vậy đó. Cái thể thao cỡ chừng tiếng. Cho có sức khỏe với cho nó ốm. Bữa nay ăn mấy món này quay các bạn xem cho vui. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Bye cả nhà.